tai nghe Bluetooth Hertz of Human, mô hình scale Fuhua Vân Mạc Đan Tâm, mô hình scale Elysia cực kỳ dễ thương, hay còn có cả mô hình Chibi Lý Tố Thường vừa mới được ra mắt cùng Anniversary phiên bản 6.1. Thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm này tại Honkai Impact 3 Việt Nam Shop. Tại đây, thuyền trưởng có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ lưu niệm, phụ kiện mà mọi người muốn. Ren sẽ để đường link chi tiết sản phẩm và shop dưới phần mô tả của video nhé. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Ren. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ xem nick của bạn Waifu is here. Ok, cảm ơn bạn đã cho mình một đào để sâu cho mọi người cùng xem. Nick của bạn thì level 88 và có đề ảnh Ai-chan. Thì ghi là Waifu is here thì mình cũng không biết là Waifu nào. Waifu số nhiều nhưng mà số ít. Ok, để xem nào, level 88 rồi, chắc là lên tàu cũng lâu rồi đúng không? Lên tàu được 606 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 9 tháng 5 năm 2019. 606 ngày. Ủa rồi, 22.235 pha lê. Vậy là bạn này để dành rất kiểu tích rất là nhiều pha lê để chuẩn bị đến phiên bản 6.4 là bạn này bu lụa luôn. Ok. Mình thì mình là bình thường thì mình sẽ đợi đến khoảng tầm độ tuần cuối cùng thì mình mới bắt đầu kiểu rêu rao làm bạn nào mà có phiên bản 6. Phiên bản mới có cập nhật có gọi là để dành pha lê hoặc là có muốn mình là Ron hộ đấy, tiếp tế hộ thì có thể inbox vào đường link Facebook giúp mình. Lần trước thì tuần cuối cùng thì mình bận ôn thi cho nên là ở cập nhật phiên bản 6.3 là không có đăng lên được, cho nên là cũng không có nhiều, không có Ron nhiều nick. Thì lần này ở phiên bản 6.4 thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người Ron. Cho nên là ok, bạn nào muốn nhờ mình tiếp tế hộ thì hãy inbox vào đường link Facebook giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng vào bàn tay vàng trong làng gacha của mình. Ok. Nick của bạn này thì không có nạp đâu, nhưng mà để giành được khá là nhiều pha lê, vậy là có khả năng cao là bạn này đã skip vừa chụp trước rồi. Ok, ui rồi, đấy, nói có sai đâu. Ở đây thì bạn này vẫn còn thiếu, có cả bạn này còn chưa có cả hơi chơi xem tiền luôn. Nếu như mà bạn ấy chưa có hơi chơi xem tiền thì chắc chắn là team vật lý của bạn này sẽ dưới đáy xã hội luôn, thấy mẹ luôn. Ok, 600 mấy ngày thì cũng chơi game được hơn 1 năm rồi. Chúng ta sẽ sâu từ Ai-chan trở đi. Úi dồi, Ai-chan cầm chấn của Apunia nhìn ngầu nhờ. Trông cứ phải gọi là như cái bồn cầu luôn. Ở đây thì bạn ấy chưa có đồ nên là bạn ấy chưa có đồ nên là bạn ấy đang lắp mấy cái set mình thấy nó hơi bị nồi cháo heo. Nếu như không lắp đồ 600 mấy ngày thì chắc là cũng không còn newbie gì nữa, chắc là cũng am hiểu về game rồi. Nên là chắc là chúng ta sẽ chỉ gọi là show nick thôi. Nhưng ở đây thì bạn ấy không có lắp đồ nhưng mà mình cũng không biết là có đồ hay không. Có mấy cái mít Lý Tổ Thường và ở mức rank S1 cầm tụ triển vân. Bây giờ theo với lại cái nick của mình là mình có Lý Tổ Thường ở phiên bản mấy, tức là mình không có ra nhân vật nhưng mà mình đổi Lý Tố Thường và sau đó thì mình đổi mảnh từ lúc đấy đến tận bây giờ thì nick của mình đã lên được S2 rồi và chắc chắn là mọi người nếu như giống mình thì cũng đã lên được mức rank S2 mà của bạn này thì mới dừng lại ở mức rank S1. Vậy là nick của bạn này đang chậm hơn so với lại số đông nha mọi người. Khả năng cao là tất cả mọi người sẽ chỉ lấy nhân vật và sau đó thì cày thêm mảnh nhân vật. Đấy, còn khá là ít các bạn ron nhân vật, sau đó các bạn ron thêm kiểu lên được mức rank S hết ấy. Lên được mức rank S hết rồi thì chắc là chỉ có mấy con well thôi, hoặc là bạn nào có đầu tư. Còn đa số là mọi người chỉ lấy nhân vật và sau đó cày mảnh từ từ, dần dần. Và đến bây giờ thì đến 90% là mọi người đã lên được mức rank S2 rồi. S2 thì cũng chưa nói lên được điều gì đâu. Các bạn phải lên tầm độ mức rank S3 với SS thì bắt đầu cực kỳ là mạnh luôn. Đấy nhá, nếu như các bạn muốn kiểu chơi trội, đầu tư vào những nhân vật support rank S, chẳng hạn như kiểu team băng thì chúng ta có Lý Tố Thường này, team lừa điện thì chúng ta có hơi chụp chớt này, team vật lý thì chúng ta có hơi chơi xem tiền. Đấy, chúng ta có 3 nhân vật đấy. Nếu như các bạn đầu tư lên tầm độ mức rank SS hoặc là lên được 3S luôn thì càng tốt. Thì kiểu giống như kiểu là mấy bố kiểu pháp sư Trung Hoa ấy, cầm hơi chơi xem tiền SS ấy mọi người. Chỉ cần các bạn có hơi chơi xem tiền SS và một nhân vật support rank A full gear nữa thì các bạn cầm cái gì thì đánh cũng được luôn. Giống như các bạn cầm kể cả team lượng tử nhá, Vinfight không có cửa luôn ấy. Các bạn cầm SP đánh điểm cực kỳ là cao luôn. Một con SP SSS cầm đầu rất là phèn luôn. Xong rồi đấy, nói chung là tất cả các team nào kể cả các bạn có cầm những nhân vật kiểu hơi đuối, chẳng hạn như kiểu làm ngáo hồng đó, các bạn cầm ngáo hồng hoặc là bất kỳ một nhân vật DPS nào khác, nhưng mà cũng phải gọi là tầm trung nhá mọi người.
Nhưng mà đấy là kiểu mấy con, nhưng mà mấy cái người kiểu đầu tư như thế thì người ta lại quá là well rồi, người ta không còn quan tâm đến những nhân vật khác đâu. Còn cái lối chơi đấy thì chắc là mình nghĩ là không có newbie nào đủ. Không, tính tính ra là từ trước đến giờ mình sâu đến tầm độ bây giờ là được gần 700 cái nick rồi, nhưng mà thật sự là chưa có một cái nick nào đầu tư theo cái kiểu như thế cả. Nghe nó hơi viển vông nhỉ, tự nhiên nói ra một cái câu chuyện nó rất là nó kiểu nó trên trời ấy. Rồi ok, vừa nãy thì mình sâu thì thấy ADN cũng có Grisel nhưng mà không có đồ. Aponia của bạn này thì cũng không có Zeno đâu, có một cái bot thôi, nên là bạn ấy đang lắp mid top bot à top mid Hander. Ở đây thì bé mèo Butterfree thì bạn ấy có cày sắp lên SS rồi nhưng mà không có đồ. Có thể lắp Zinzenta, nhưng bạn này thì level 88 rồi. Mà bé mèo thì không có đồ, vậy là bắt buộc bạn ấy phải cầm Hatsune. Lý tưởng của bạn ấy cũng chưa có đồ luôn. Raven, Raven thì cũng ủa, tính ra nick này sâu từ nãy đến giờ chưa có cái gì luôn ấy, gọi là chưa có một Vancouver nào full gear luôn. Anh xong bấm vào mua biết ta. Mua biết bạn cũng chưa có mở khóa. Ok, mua biết thì bạn này cũng chưa có mở khóa này. Tiếp theo là Elysia. Elysia thì đây là Elysia vật lý, thì bạn này cũng có cái lên một rank SS nhưng mà không có đồ. Người trần truồng. Trời, nó lang ghê ấy. Có kiểu Ego với lại full set Elysia Pristine. Full gear, may mắn là bạn này đầu tư vào cho Virtual Human. Virtual Human thì là Valkyria đầu tư sinh lời mọi người. Đầu tư không bao giờ lỗ. Bởi vì đây là một nhân vật cực kỳ là mạnh và cực kỳ là đa dụng luôn. Full gear, nhưng mà bạn ấy phải có nhân vật support ổn nha. Bé mèo bạn ấy đã không có rồi. Hello, mèo bạn ấy không có đồ. Lý tưởng cũng không. Rồi cầm gì đi làm support? Ủa? Cầm đồ hả? Yentura thì bạn ấy cũng ở mức rank S1, có cây thương quả tinh sâu nhân mã level 15 với lại full set set PS trip. Đây là Valkyra thứ hai của bạn này full gear, nhưng mà lại đấy lại là Yentura. Yentura thì bây giờ chắc tầm độ S3 hoặc là SS thì nó rất là mạnh luôn. Còn S0 thì hơi đuối. So với lại mắm lửa full gear S0 với lại Spina Atira SS full gear. Không, thực sự Spina Atira SS full gear nó khá là mạnh với mọi người, nhưng mình thấy ít người dùng. Elysia, à nhầm, sorry, để Sele. Sele Furai, nick thì bạn ấy chưa có mở khóa. Còn bị ngạn song sinh thì bạn ấy không có đồ công chúa ngủ trong rừng. Ngáo hồng, ngáo xanh, ok, Kailan. Kailan thì cũng có ai, không có, cái gì? Cũng có ai nuôi đâu. Đây này, đào thị bạn ấy cũng còn không thèm động vào luôn. Tiếp theo là Rita, đây là Fallen Rosemary thì bạn ấy có cài lên mũ rank SS, có cây diên vĩ. Không có Iron, bạn ấy cũng hay là không có đồ để lắp. Bạn này không lắp đồ nhá, cả như là người bình thường thì sẽ lắp rất là có một 1 tỷ 1.000 cái phương án trang bị ở đây, lắp đủ các thể loại từ support cho đến DPS. Nhưng bố này kiểu không, tao đéo thích, tao không thích đấy, làm đéo thì được tao, kiểu bạn này không có lắp đồ, vậy là bạn này không dùng, hay là bạn này không có đồ để lắp. Ủa, bạn này có chơi game không vậy? Lạ ha, đây Spina, ê, chết chết, đây mới là Spina đây ra. SPA thì bạn này có gọi là không thèm lôi luôn, mắc màng nhện luôn. Hơi chờ trên tiền chưa có mở quá, và vừa nãy thì mình thấy bạn này chưa có hơi chờ chết luôn, bạn này cũng chưa có cả vân mặc đan tâm. Nếu như mà bạn này chưa có hơi chờ trên tiền và chưa có vân mặc đan tâm, cũng chưa có hơi chờ chết, thì chắc chắn là team vật lý và team lửa của bạn này sẽ toàn, chỉ có một từ là toàn, không thể nào mà cầm đi đủ được. Không biết là mình đấm boss hay là boss nó đấm mình. Trời ơi mệt ghê. Trong game có hẳn 4 team thì hai team nát bét, hai team không có đồ, không có nhân vật thì còn dùng cái gì nữa hả trời. Top thì kính và mid Paladini, cái diều thân thảo ok, nhưng mà chỉ dừng lại ở mua đánh SS thôi. Nhưng mà hơi chơi trên tiền khó đâu. Để làm cái gì? Làm này làm kia hả? Làm tành, làm mình làm mẩy. Chứ làm sao mà đấm nhau được. Đấm gì? Đồ đạc này đấm được ai? Đây là Hatsune. Hatsune thì bạn này có cái lên mức rank SS, có cái Bunny 19C. Bạn này thì bé mèo đã không có đồ rồi. Lý tố tưởng của bạn này thì có mấy cái mid Broken Sword thôi. À nhầm, cái gì? Cái mid kiếm gãy. Đây là bạn này cũng không có lắp đồ, chứ là mình cũng không thể nào biết được là bạn này có Tegener hay không. Hay là lại kiểu có đấy, cứ đem đi cất đi là sao? Ủa là sao gì? Sao gì quý gì? Vùng đất chân lý cải huyền, nói chung là cũng không có đồ.
không có Willow, cũng không có Eden of Star, Hurtle Prison, bờ đơn gia thử sinh ngân dự không có, Hurtle of Church không có. Tiếp theo là May, Black Stride thì có cái lên SF này, SF này, Hurtle Thunder thì ở mục đăng S1, quả lộn S0, cũng người trần chuồng luôn. Hurtle of Thunder thì lấy free thôi, cho nên là bạn nào cũng có nhân vật, vậy là bạn này không có nuôi, chính xác là bạn này không có nuôi luôn. Thôi không có nuôi thì cho em ấy về vườn thôi. Móng lửa của bạn này thì cầm Phúc Hát Đêm Đen và top Murata Himiko Midrana và boss Fuhua Margrave, lắp đồ cực kỳ là thập cẩm luôn. Và mình cũng không biết là thời đại nào rồi mà vẫn cầm cây Phúc Hát Đêm Đen, vậy là chứng tỏ là bạn này không có đồ. Bạn này không có đồ để lắp chứ mà không phải là bạn này không có lắp đồ nhé mọi người. Bạn này không có đồ để lắp. U là trời, thời đại 2023 rồi, thời đại 5.0 rồi mà vẫn còn lắp mấy cái set như thế này. Rồi làm gì? Làm mình làm mày hả? Làm mày làm kia hả? Trận chiến bạn này cũng chưa có luôn, hết hạn rồi. Không có ký thì bạn này có 4 cây dắt vàng, bạn này thì level 88 rồi. 1, 2, 3, rất là ít đồ đấy mọi người nhìn này. Đồ cực kỳ là ít luôn, vậy là mình không hiểu là 600 ngày vừa qua, 600 ngày nhá, chơi cực kỳ là lâu luôn, không có một cái vẹo gì cả, không có một cái vẹo gì hết. Kho vũ khí thì được cái là bạn này có một set Elisa Pristine, top mid header, full set Shakespeare này, Thủy Kính này, Fuhua Margrave này, Kafka hết. Hết. Mà nó không có cái vẹo gì cả luôn ý. 600 ngày. Waifu is here. Mồm thì nói là waifu đấy nhưng mà có chịu cày đồ cho waifu đâu. Cho waifu cởi chuống này. Thật là một thằng cái trồ không quan tâm. Ok, nick của bạn này thì lên tàu được 3... Nick của bạn này thì tuần trước bạn này xếp hạng 23.11%. Arana Atomic thì bạn này cầm VKE. Thú Trí Dương Hỏa Đấu thì bạn ấy cầm Hotel Prison, 40.752 điểm. Và Nguyễn Tần Ô Tô cầm Aponia FR. Tính ra là cũng biết xếp thành một team hẳn hoi, nhưng mỗi tội là chẳng team nào nên hồn cả. Vực thì đang ở vực đau khổ 3 hay đau khổ 2. Không, mình nghĩ nick này chỉ ở đau khổ 2 thôi. Đấy, nói không sao. Nick này chỉ ở đau khổ 2 thôi. Không thể nào mà ngon được lên đau khổ 3. Lên được đau khổ 3 là boss nó đấm cho thấy mẹ luôn. Ok, thầm cảm vãi. Nhưng này thì thôi, tốt nhất đừng nhận xét. Nhận xét đơn bạn ấy đọc được comment bạn ấy buồn đấy. Xin chào các bạn, nếu như bạn là một newbie hoặc một người chơi lâu năm muốn mua hoặc nhượng lại Arc Game Honkai Impact thì đây chính là giải pháp. Live Arc, một trang web mua bán và nạp game uy tín tại Việt Nam. Mình có để thông tin và đường link liên hệ dưới phần mô tả của video nhé. Ok, mình đã quay trở lại với nick thứ hai đây. Nick này thì của bạn là He He Cô Nương. Trời ơi, quả tên chất chơi vậy. Không, quả tên rất là cute luôn mọi người. He He Cô Nương. Ok, nick bản này thì lên tàu được 953 ngày, lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 11 tháng 2 năm 2019. 953 ngày, vậy là chơi game lâu hơn bạn vừa rồi 300 ngày và có nạp 5.460 pha lê. 5.000 mấy thì nó cũng chưa nói lên được điều gì đâu. 900 mấy ngày, vậy là chơi game cũng ngang ngửa với cái đích của mình rồi. Đích của mình thì chơi game được hơn 1.000 ngày, chắc là hơn bạn này 100 mấy ngày. Nhưng mà ngang ngửa thì cũng không phải kiểu hơn nhau 100 mấy ngày, nó cũng là cả một vấn đề ấy. 100 mấy ngày là cách nhau 3 version, mà chơi sớm hơn 3 version thì chắc là cũng phải có khoảng tầm độ 1 cho đến 2 Valkyria rank S full gear. Đấy thì nó cũng chỉ là 1-2 Valkyria thôi. Ok, ở đây thì bạn ấy còn thiếu hơi trước này, Vân Mặc Đăng Tâm này, Mobius, Thứ Sinh, Ngân Dược và Dientra. Ở đây thì 900 mấy ngày... Ôi trời rồi. Vừa rồi thì cái nick vừa rồi, bạn ấy có nhờ mình là kiểu tư vấn xem là nick ở đâu mà thọt quá, thì công nhận là nick đấy thọt thật. Và mình cũng quên là mình cũng chưa có chỉ cho bạn ấy một số nhân vật mà bạn ấy chưa có. Thì thôi thì những cái gì mà bạn mà mình chê, chẳng hạn như của bạn ấy chưa có hơi chơi tiền, vậy chưa có vào hơi chụp chốt Vân Mặc Đăng Tâm, thì bạn ấy cố để dành pha lê để mà run hai nhân vật đấy đi nhé. Ok, ở đây còn nick của bạn này thì cũng thế này, cũng chưa có cả Vân Mặc Đăng Tâm, cũng chưa có cả hơi chụp chốt luôn. Vậy thì bạn này sẽ phải run một trong hai nhân vật này để cầm đi support lửa điện đi. Support lửa, nói chung là team lửa thì phải có một là Vân Mặc Đăng Tâm, hai là HOTR. Với lại bạn này thì cũng chưa có Valkyra DPS hệ số ảo nữa. À nhầm, DPS hệ lượng tử mọi người ạ. Ok, chúng ta sẽ sâu từ kia ra trở đi. Kena vật lý. Moonlight thì bạn ấy có cầm pháo điện dương, với lại đã cày lên mức rank 3 rồi. Hurtle The Void. Đây là Hurtle Flameson thì cầm chỉ có tức là level 65, top warp Murata Himiko và kẹp với Thalet. Đây, bạn này thì lắp đồ rất là chuẩn và không có gì phải bàn cãi ở đây cả. Hurtle Thunder, SS, Thalo Narukami, vệ phụ xe Hender.
Đấy, người ta cũng full gear rồi. Chắc chắn là DPS điện, một Vakura DPS lửa, một Vakura DPS điện. Bronja thì là Vakura DPS băng, chắc là cũng quá là quen thuộc với điều này rồi. Thậm chí là bộ 3 hơi chờ cuối cùng của chúng ta thì cũng đều như thế cả, lửa điện băng. Ở đây thì Hasubuni thì bạn đã có Top Botanier nhưng mà chưa có cây chấn hơi chờ Prison thì bạn đã có cây Lemur Dang SS. Có cây Eden Dark Star level 15 với lại Full Jack Willow. Đấy, bạn này thì cực kỳ là đầy đủ đồ luôn. Không thiếu gì cả. Nhà chẳng có gì ngoài ba hơi chờ full gear. Ở VKE thì bạn ấy đang làm giá chiêu độ máu. Nói chung là những vật kêu ra đại kiếm ấy, cầm đại kiếm giống kiểu chị em Ali này hoặc là gì? Ngáo hồng thì đều làm giá chiêu độ máu cả. Ok, đây là Vakira Paladin thì bạn ấy có cái lên mũ răng SS nhưng mà không có khắp cao, cũng không có cây Hecate. Ok, tiếp theo là Phu Hua. Phu Hua thì bạn ấy có hơi chưa xem tiền cầm Digicomic với lại phu chép kiếm gãy. À, bạn ấy chưa có khóa vô tổ nên là bạn ấy đang lắp tạm cây này cũng được. Cái cây Digicomic này thì nó hồi SP rất là nhanh luôn. Hơi chưa xem tiền thì support vật lý. Có rồi, thế thì team vật lý quẩy thôi bạn. Bung lụa thôi. Fallen Rosemary thì có cây lên mũ răng SS3 sắp lên được 3 S, trẻ level 50 với lại phu chép Iron. Rồi ok, nếu như bạn ấy chưa có DPS hệ lượng tử thì có thể cân nhắc FR cầm full set hander. Bởi vì bây giờ chúng ta có rất là nhiều Vakira support địa luôn. Chúng ta có hơi chiều chết, chúng ta có Eden, chúng ta có Fit, thậm chí là Fallen Rosemary. Vậy là riêng team điện chúng ta có tới tận 4 nhân vật support nha mọi người. Team điện là team kiểu support cực kỳ là nhiều luôn. Còn team vật lý, team vật kiểu nó cũng nhiều, những team khác thì nó cũng có nhiều nhưng mà kiểu nó không có dùng được nữa. Nhưng như kiểu là team vật lý thì chúng ta có SA không có dùng được, SA với lại Carbon Paper thì cũng dùng trong một vài trường hợp, còn chủ yếu là chúng ta sẽ cầm hơn chưa xem tiền và Grisel. Còn team băng thì cũng có, team lửa thì có Alchan với lại đấy, chúng ta có cả Vân Mạc Canter với lại hơi chục trước. Có mỗi team điện là rất là phong phú luôn và mình cảm thấy rằng là cầm những nhân vật support rank A vẫn ổn, chứ không phải là kiểu hơn chục trước. SS thì chắc chắn là nó sẽ support ngon hơn, nhưng mà nếu S không thì cầm vào kia là support rank A cũng được. Ôi bây giờ trụ sen đỏ dễ như đi chợ ấy mà, nó có khó như trước kia đâu. Không, trước kia nó vẫn dễ mà. Chẳng qua là bây giờ chúng ta có quá là nhiều sự lựa chọn rồi mọi người ạ. Có rất là nhiều sự lựa chọn, thế nên là bây giờ việc trụ sen đỏ nó đơn giản, rất là đơn giản. Thậm chí là đánh MA bây giờ cũng đơn giản, không đến nỗi khổ lắm đâu. Ok, tiếp theo là cái lê này có cài đâu. S Sele bình ngạn sông sinh. Bình ngạn sông sinh thì bạn ấy có cái lúc S2, có cái cửa bình ngạn kết nối Top Bot Alamphea và Mid Macro Polo SP. Ok, Duranda Thiên Nguyên Kỵ Anh này 1366, Mina Ategina Fusep BNK sân khấu. Và không quên mua skin cho PA luôn, skin rất là đẹp luôn đó mọi người, 9600 pha lê nhé mọi người. DKES 0 học bên bạch hoa và full đen, nhưng mà hắc uyên thì bạn ấy chưa có nâng, vậy là bạn ấy full gear mà không thèm nâng luôn, ghê thật. Fit đội ban đêm top bot Wang Gen Z và thiếu mid 3/4. Elise vật lý SS hoa của quá khứ thơ tình cũng chưa nâng được lên level 65 này, mặc dù là 900 ngày rồi. Ở kia Pego với lại full set Elise Pristine. Elise thì nhân vật nào cũng nên nuôi, thật sự Elise ấy. Kể cả Elysia vật lý lẫn Elysia băng thì nhân vật nào cũng cực kỳ là mạnh luôn. Mua biết thì bạn ấy chưa có mở khóa Raven. Raven bây giờ ai dùng đâu, người ta có cả dùng Aichan mà. Canon Pepper thì cũng không có đồ, không có Paganini. Bé mẹ Padoferit, cây Nine Eye và Tegenia chưa có Pates nên là bạn ấy đang lắp Zin hoặc là Tegenia support băng. Aponia có đồ không? Aponia trần level 65 top mid Zeno, ok cũng giống nick của mình. Bạn này thì thiếu một cái boss nữa là bạn này full gear rồi. Sắc lam mê hoặc, bộ skin, tính ra bộ skin này cũng khá là nhiều người lấy được chứ nhở, đẹp, hiệu ứng các thứ, làm này làm kia. Ok, ở đây thì Alien thì bạn ấy rất tiếc là bạn ấy chưa có Echo Paradise, nhưng mà full set handler rồi, không có chấn thì chắc là support cũng hơi bị thọt. Grisel S0 không có nuôi, Vinfight chưa có mở khóa thì đối thường có đồ không? S2 rồi, lung quanh Yada gì đó. Có mấy cái top thôi, thậm chí là không có chấn luôn. Lý do thường mà không có chấm thì support hồi SP nó rất là chậm luôn ấy. Kiểu lướt 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 gãy cánh luôn, không hồi SP nổi luôn ý mọi người ạ.
Ở đây thì Achan thì bạn ấy có trấn và thậm chí là có cả top mid rồi. Thì ở mỗi cái boss đó là bạn ấy full gear, support lửa khá là ngon. Nick này thì ok. Trợ chiến thì bạn ấy chỉ có mỗi duy nhất Bella thôi. He he cô nương. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 cây dát vàng và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cây dát vàng, 12 cây level 50. Cũng kiểu chơi lâu rồi cho nên là một số cây bạn ấy nỡ 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 nâng rồi. Bây giờ là không 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 quay đầu được. Tiếc thì cũng chỉ để đấy thôi. Ước gì bây giờ có cái cách nào để chúng ta có thể gọi là phân giải nó và lấy lại nguyên liệu thì tốt. Trước kia cũng có vụ lấy lại nguyên liệu mọi người ạ. Chẳng hạn như cái cây đây này mọi người nâng lên level 50 này, mọi người tách ra được. Có. Nhưng mà từ lâu rồi, chắc phải cách đây khoảng tầm độ 2 3 năm gì đấy. Kho vũ khí thì bạn ấy có một đi. Nói chung là toàn 3 phần tư thôi, full một set full, hai set full này, ba set full này, 4 5 đây này. 3 phần tư này. Full nói chung là cũng có khá là nhiều set từ Iron cho đến đen rồi thì full quế và thăm quen, nói chung là cũng hai cái boss new, một cái mid mây, ok, không quá nhiều mà cũng không có quá là ít, vừa đủ xài cầu, vừa đủ xài. Thôi để xem nào. Chiến trường ký ức thì tuần này là Cosma, còn tuần trước thì bật đấy xếp hạng 9,99%. Adana Ultimate đánh được 30.930 điểm, Thú Chí Dương 46.224 điểm và Ngụy Thần Ô Tô 38.586 điểm. Vực thì đang ở vực điểm lượng, vực thì đang ở vực xe đỏ khu cuối cùng. 1.655 cúp, trừ mất 100 cúp này, đứng thứ 8 này, Ô Tô đánh được 21.439 điểm. 439 điểm, mình nhớ không nhầm là mình bắn gãy cánh, cầm Silverwing bắn gãy cánh được hẳn 450 mấy điểm ấy, không nhớ nữa. Nói chung là thiếu, bây giờ thì thiếu thôi, nhưng mà đến tầm phiên bản 6.4 là không còn thiếu đâu. Không có thiếu DPS hệ số ảo nha, rất là nhiều. Ok, mọi người thấy nick của bạn he he cô nương như thế nào thì hãy nhấn xét dưới bên dưới để cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, bye bye.